Các bạn đang nghe truyện ta xây gia viên trên lưng huyền vũ trên kênh TV Audio CV. Chương 3647, thể nghiệm nhập thế ban đầu của người cá. Đây là lần đầu tiên cô tới thế giới nhân loại, có rất nhiều chuyện cô cũng không hiểu. Chắc là vậy. Ca địch á chậm rãi gật đầu. Đợi thêm vài phút, nhân viên bán hàng bưng tới một cái nồi lưu ly, bên trong một nửa là canh xương hầm một nửa là canh súp cây hắn thuần thục khởi động linh khí đun nóng ở trên bàn rồi lại đặt cái nồi lên trên. Một nhân viên khác bưng khay đi tới, đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, chẳng mấy chốc đã bày đầy mặt bàn. Ca địch á lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía nhân viên bán hàng, hỏi những thứ này đều còn sống phải không, đúng vậy, một hồi nữa chỉ cần bỏ vào trong nồi nấu, chín rồi thì vớt ra chấm với nước chấm là ăn được. Nhân viên bán hàng giới thiệu. Mộ thanh tuyết gật đầu hiểu rồi nhân viên bán hàng mỉm cười ra hiệu chúc hai vị dùng bữa ngon miệng có việc gì thì cứ gọi ta tốt ca địch á đáp một tiếng cô bưng một đĩa thịt lên rồi trút toàn bộ vào trong nồi cục 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 canh nóng cuồn cuộn miếng thịt ở bên trong nhanh chóng đổi màu chín mùi hai mắt của ca địch á sáng ngời dùng đũa gấp một miếng thịt lên nói thẳng là ăn được rồi ngươi thử trước xem mộ thanh tuyết biểu biểu cầm. Cái miệng của ca địch á giật giật, cắp miếng thịt lên cho vào miệng. Cô nhấm nuốt hai cái, đôi mắt đẹp trợn tròn thốt lên tộc trưởng đại nhân, đồ ăn này thật ngon, xem ra mùi vị cũng không tệ. Mộ thanh tuyết hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy đũa gấp thịt từ trong nồi ra. Cô ăn thử một miếng, đôi mắt đẹp màu vàng kim lập tức sáng ngời, lập tức gia tăng tốc độ gấp thức ăn. Tộc trưởng đại nhân, chừa một chút cho ta nữa, ca địch á kêu la. Mộ thanh tuyết ý bảo nói thêm thịt đi. A à, ca địch á biểu môi, bưng toàn bộ đĩa thịt viên và thịt thái lát lên rồi đổ vào trong nồi. ụp ụp ụp, hai người ăn vui đến quên cả trời đất, thậm chí còn gọi thêm hai phần đồ ăn mới lấp đầy bụng. Ờ, ca địch á ở một cái, thỏa mãn nói tộc trưởng đại nhân, món này rất ngon, ta ăn no rồi. Đúng vậy, thức ăn của vương quốc huyền vũ quả nhiên ăn ngon. Mộ thanh tuyết hài lòng gật đầu. Cô đứng lên, ưu nhã nói đi thôi. Tốt. Ca địch á vội vàng đuổi theo. Hai vị, xin mời sang bên này tính tiền. Nhân viên bán hàng mỉm cười ra hiệu. Ca địch á hỏi bao nhiêu đồng huyền vũ, tổng cộng là 325 đồng huyền vũ. Nhân viên bán hàng mỉm cười đáp. Cũng không đắt lắm. Ca địch á gật đầu, lấy ra đồng huyền vũ thanh toán bữa ăn. Nhân viên bán hàng nghe vậy khóe miệng giật giật, rất muốn nói ăn một bữa hơn 300 đồng huyền vũ là rất có thể ăn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống không nói gì. Sau khi thanh toán tiền ăn xong, mộ thanh tuyết và ca địch á trở về đường chính, lúc này người đi đường vẫn còn rất nhiều. Tộc trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Ca địch á vỗ bụng một cái hỏi. Đi tìm một lương. Mộ thanh tuyết đáp không hề nghĩ ngợi. Ca địch á hỏi với vẻ mặt mờ mịt tìm một lương các hạ làm gì, chúng ta lại muốn đi đâu tìm hắn nơi này là địa bàn của hắn hắn hẳn là nên tiếp đón chúng ta mộ thanh tuyết khẽ hất hàm nói ca địch á gật đầu nghe có vẻ cũng đúng ha mộ thanh tuyết lạnh nhạt nói ngươi đi tìm người hỏi một thăm xem mục lương đang ở đâu tốt ca địch á ngoan ngoãn gật đầu cô xoay người trở lại trong tiệm lẩu gọi một nhân viên bán hàng lại hỏi thăm a à, các ngươi muốn gặp quốc vương bệ hạ của chúng ta à nhân viên bán hàng sửng sốt một chút. Ca địch á lộ ra vẻ mặt ngây thơ hỏi đúng vậy, hắn đang ở đâu, làm thế nào để tìm hắn, trên mặt của nhân viên bán hàng lộ ra vẻ một lời khó nói hết, nhỏ giọng nói bệ hạ của chúng ta ở tại khu vực Trung ương Chủ Thành, muốn đi đến đó thì phải ngồi xe lửa hoặc là phi thuyền vận chuyển. Phải mất bao lâu, ca địch á lại hỏi. Nhân viên bán hàng giải thích ngồi xe lửa cần 2 ngày, phi thuyền vận chuyển chỉ cần 1 giờ. hai ngày à, như vậy cũng quá lâu rồi ca địch á ngạc nhiên nói các ngươi có đến đó thì cũng không gặp được bệ hạ của chúng ta đâu không phải ai muốn là có thể gặp được ngài ấy nhân viên bán hàng nhắc nhở ca địch á ngây thơ nói không sao chúng ta quen biết một lương các hạ nhân viên bán hàng hoài nghi cô gái người cá đang nói mê sản nhưng mà cuối cùng chỉ lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn cô tươi cười đi ra ngoài hoa lạp lạp dưới bóng đêm phi thuyền vận chuyển đáp ở ngoài khơi nước biển bên ngoài cuồn cuộn, đội thuyền ở trong nước biển lù lù bất động. Trong khoang thuyền, Ly Nguyệt đang tựa vào trong lòng một lương ngủ thiếp đi. Một bên khác, đồ tư lệ na nhìn chăm chú vào nước biển đang dâng trào ngoài cửa sổ lưu ly, trong lòng phức tạp khó dằn, chợ mong hừng đông lại sợ sau khi lên đảo sẽ làm cho mình thất vọng. Cô tính thời gian, khoảng cách đến hừng đông còn có một giờ, càng gần hừng đông càng làm cho cô khẩn trương hơn. Trong lúc cô tâm thần bất định, Lo lắng chờ đợi thì chân trời nổi lên một màn màu trắng bạc, trời sắp sáng. Cô còn chưa kịp đánh thức Mục Lương và Ly Nguyệt thì hai người đã mở mắt ngồi dậy, giống như là chưa từng nghỉ ngơi bao giờ. "Các ngươi cũng cả đêm không ngủ à?" Đồ Tư Lệ Na kinh ngạc hỏi. Ly Nguyệt thành thật nói "À không, ta ngủ rất lâu. Có Mục Lương ở bên cạnh, cô không cần lo lắng cái gì, nhắm mắt lại là có thể an ổn ngủ say." Trời gần sáng đồ tư lệ na mấp máy môi nói ta biết rồi một lương thuận miệng lên tiếng phất tay mang theo hai cô gái rời khỏi phi thuyền vận chuyển lơ lửng trên mặt biển chờ đợi tia sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống đồ tư lệ na khẩn trương nhìn chăm chú vào mặt biển trước mặt sau khi thi triển bí pháp thì cô có thể cảm nhận được rõ ràng đảo thất lạc ở trước mặt Ngươi xác định không cảm ứng sai vị trí chứ liên nguyệt hỏi lại lần nữa đồ tư lệ na nghiêm túc trả lời vị trí mà bí pháp chỉ dẫn ta chính là chỗ này Vậy thì chờ đi. Mục lương chậm rãi gật đầu. Đồ tư lệ na nhìn về phía nam nhân, nhắc nhở bệ hạ, chờ khi tia nắng xuất hiện, ta sẽ thi triển bí pháp dẫn dắt đảo thất lạc xuất hiện, sau đó cần các hạ giúp ta một phen, làm cho lối vào của đảo thất lạc ổn định lại. Ta làm thế nào để giúp ngươi? Mục lương lạnh nhạt hỏi. Đồ tư lệ na gần từng chữ chỉ cần ngươi phóng thích lực lượng đế cấp về phía đảo thất lạc là được. Ta biết rồi. Mục lương gật đầu một cái hoa lạp lạp nước biển cuồn cuộn, đường chân trời dâng lên một phần sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ mà đến. Đồ tư lệ na nhắm ngay thời cơ, lập tức vận chuyển bí pháp. Ông năng lượng vô hình từ trong cơ thể cô phóng ra ngoài, đồng thời cô cắt vỡ bàn tay, vung máu tươi ra xung quanh. Huyết dịch biến thành từng viên huyết châu nổi lơ lửng giữa không trung, khí tức thần tộc trong máu bị kích thích ra. ầm ầm bầu trời vốn dĩ vạn dặm không mây đột nhiên vang lên tiếng sấm rền mà không có dấu hiệu báo trước nào, ngay sau đó mây đen kéo tới dày đặc vô số sấm sét nhảy nhót trong tầng mây đồ tư lệ na lộ ra sắc mặt trắng bệch khẩn trương nói sự tồn tại của ta đã bị thế giới phát hiện rồi thần tộc không được thế giới này cho phép tồn tại người của thần tộc bên ngoài đảo thất lạc sẽ chết trước năm mươi tuổi hiện tại thiếu nữ chủ động phóng thích khí tức thần tộc trong máu làm cho cô bị thế giới này nhận thấy được sớm hơn một lương ngẩng đầu nhìn trời bình tĩnh nói không cần để ý tới nó tiếp tục đi đồ tư lệ na cắn răng, tiếp tục thi triển bí pháp dẫn dắt sự xuất hiện của đảo thất lạc. Cô chỉ có thời gian 5 phút, nếu như bỏ lỡ thời gian này thì chỉ có thể chờ ngày mai thử lại. ầm ầm, từng trận sấm sét trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, bổ về phía thiếu nữ. Cơ thể đồ tư lệ na rung lên, cố nén sợ hãi không rời đi, không ngừng lại động tác thi triển bí thuật. Mục lương ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút rồi thi triển năng lực khống chế nguyên tố lôi, những sấm sét hạ xuống kia toàn bộ đều bay về phía hắn cuối cùng bị không gian cắn nuốt nuốt chửng trong lòng đồ tư lệ na âm thầm thở vào một hơi chuyên chú dẫn dắt đảo thất lạc xuất hiện ầm ầm tiếng sấm sét càng ngày càng vang dội sấm sét như mưa xẹt qua thế tất yếu muốn hoàn toàn mặc sát thần tộc chật một lương nhướng mày bầu trời vặn vẹo một hố đen cực lớn xuất hiện bắt đầu cắn nuốt những lôi điện kia ông phạm vi xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh nước biển không còn cuồn cuộn tiếng sấm cũng bị cắt đứt ở bên ngoài ánh mắt của đồ tư lệ na lộ ra vẻ vui mừng trước mắt vốn là biển cả vô tận xuất hiện một mảnh ảo ảnh đang ngưng thật lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đó là ảo ảnh của một hòn đảo cho dù còn chưa ngưng thật cũng có thể nhìn ra được lục thực trên đảo phát triển mạnh mẽ toàn bộ hòn đảo nhỏ là hình tròn bất quy tắc trên đảo là quần sơn san sát còn có thể nhìn thấy sông chảy ngược về phía đỉnh núi đảo thất lạc xuất hiện mục lương cắt hạ đồ tư lệ na hưng phấn hô to mục lương ngước mắt nhìn lại giơ tay lên phóng xuất ra lực lượng đế cấp rót vào trên ảo ảnh của đảo thất lạc ông 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 tốc độ ngưng thực của ảo ảnh đảo thất lạc nhanh hơn vị trí được rót vào lực lượng đế gia ngưng thực trước tiên xuất hiện một khối thổ địa đường kính trăm mét đồ tư lệ na lại cắt ngón tay máu tươi rơi ra ngoài bao trùm quanh người mục lương và ly nguyệt cô làm xong những chuyện này thì quay đầu lại vội vàng hô một lương các hạ ngay lúc này chúng ta lên đảo được rồi ánh mắt của một lương lóe lên một tay nắm eo của cô gái tóc trắng tay kia kéo đồ tư lệ na vọt tới trước xuyên qua ảo ảnh bước lên thổ địa ngưng thực ba người vừa mới đáp xuống mặt đất đảo thất lạc bị dẫn dắt ra ngoài lập tức hư hóa lần nữa với tốc độ cực nhanh cuối cùng hoàn toàn biến mất ở ngoài khơi phù phù đồ tư lệ na thở phì phò nắm chặt bàn tay bị cắt rồi nhìn xung quanh hai má ẩn đỏ vì hưng phấn Mục Lương và Ly Nguyệt cũng đang quan sát xung quanh, từ bên ngoài nhìn thấy rõ ràng là rơi vào sát biên giới đảo, nhưng mà lúc này ba người lại xuất hiện trong rừng, phạm vi xung quanh đều là cây cối cao lớn và các loại lục thực. Chúng ta vào được rồi, nhưng nơi này là đâu? Ánh mắt đồ tư lệ na trở nên mờ mịt, trong lòng cũng nghi ngờ, lúc lên đảo rõ ràng ở cạnh biển mới đúng. Mục Lương phóng xuất ra tinh thần lực, tìm kiếm hoàn cảnh xung quanh, chỉ cảm nhận được một mảng lớn lục thực. Không biết nữa, chúng ta đi tới trước xem thử đi hắn bình thản nói cũng chỉ có thể như vậy thôi đồ tư lệ na thở dài một tiếng cô rất muốn nhanh chóng đi tìm tung tích của người trong tộc nhưng hiện tại không quen hoàn cảnh nơi đây vẫn là trước tiên đi theo một lương tương đối an toàn một lương nắm tay cô gái tóc trắng đi về phía bụi cây muốn tìm xem dược thảo mình cần có ở đây hay không đây là một trong những mục đích mà hắn tới đảo thất lạc ly nguyệt cẩn thận ngắm nhìn xung quanh thỉnh thoảng thi triển năng lực mắt thấu thị, không thấy được sự vật nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, bước chân của Mục Lương ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên một cây đại thụ khô trước đó. Đó là một cây đại thụ cao hơn 40 mét, trên thân cây to lớn có mấy cây nấm màu đỏ, thoạt nhìn giống như linh chi màu đỏ nhạt sinh trưởng ở trên cây. Tìm được rồi. Đôi mắt của hắn sáng lên, lắc mình lên cây đi hái nấm màu đỏ nhạt. Đây là nấm bột khô, là một trong những dược liệu phụ trợ để nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh của mục lương. Nấm bột khô vốn là loại nấm kịch độc, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt là sẽ có được kỳ hiệu nhân nhục bạch cốt, có điều là chỉ hữu hiệu với người chưa chết. Mục lương còn chưa kịp ngắt lấy nấm bột khô tiếp theo thì một cái bóng đen lao nhanh về phía hắn. Cẩn thận, Ly Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Vẻ mặt của mục lương không thay đổi, cơ thể lóe lên một vòng gợn sóng màu vàng, tuyệt đối phòng ngự lập tức chặn lại công kích của bóng đen kia. Bóng đen thấy công kích không hiệu quả, muốn xoay người rời đi. Đến rồi thì đừng đi nữa. Mục lương lạnh nhạt mở miệng, lực lượng vô hình nhanh chóng trói buộc bóng đen lại. Mục lương nhìn về phía bóng đen, phát hiện là một con rắn to có dáng vẻ kỳ quái. Nó dài 2 mét, thân to cỡ đùi người trưởng thành, tỷ lệ này tạo cho người ta cảm giác nó không quá dài, đầu thì hơi dệt, toàn thân là màu xanh lục. Hít hà, nó dãy dụa liên tục muốn thoát khỏi sự khống chế của mục lương. Một lương giơ tay lên chạm vào đầu nó, hệ thống vẫn yên lặng không có phản ứng. Không thể thuần hóa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, một ngón tay xuyên thủng đầu rắn, tinh thạch rơi ra khỏi lỗ máu. Không có việc gì là tốt rồi. Đồ tư lệ na thở vào một hơi. Trên đảo có quá nhiều điều không biết, đây là lần đầu tiên cô tới đây, cho nên gặp phải tình huống đột phát thì cô khó tránh khỏi mà khẩn trương. Đi thôi. Một lương thu hồi nấm bột khô, lại tìm kiếm trong phạm vi xung quanh một vòng, không thấy nấm một khô khác. Ly Nguyệt gật đầu, tiếp tục đi theo Mục lương. Thời gian trôi qua, ba người ở trong rừng thăm dò hơn một giờ đồng hồ. Cộp cộp cộp, đồ tư lệ na miếm môi, hỏi bệ hạ, có phát hiện tung tích của người hoạt động không, không có. Mục lương không hề nghĩ ngợi mà trả lời một câu. Ly Nguyệt nhìn về phía thiếu nữ, lạnh nhạt nói e rằng trên đảo cũng không có người của thần tộc, tất cả chỉ là một lời nói dối đồ tư lệ na lắc đầu nói với giọng điệu kiên định không có khả năng nơi này chính là tổ địa của thần tộc ly nguyệt nhún vai nhàn nhạc nói nơi đây có lẽ là tổ địa của thần tộc nhưng không nhất định còn có người của thần tộc sinh sống một lương gật đầu nói một hồi ôn dịch hoặc là tai nạn bất ngờ nào đó đều có thể làm cho một tộc quần biến mất rất dễ dàng nghe được lời này sắc mặt của đồ tư lệ na hơi trắng bệch lắc đầu nói không đâu chúng ta mới lên đảo hơn một giờ, còn chưa tìm kiếm hết nơi đây, có lẽ bọn họ không sinh hoạt ở bên này. Mục lương hơi nhướng mày, bình thản nói mới vừa rồi chỉ là suy đoán của chúng ta, ngươi không cần để ý, đúng vậy. Ly Nguyệt mỉm cười gật đầu. Bọn họ vốn dĩ muốn gạt đồ tư lệ na một phen, moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng hơn từ trong miệng đối phương, hiện tại xem ra cô ấy thật sự không biết gì về chuyện trên đảo đồ tư lệ na nghiêm mặt không nói chuyện. Mục lương không quá để ý, tiếp tục tìm kiếm dược thảo trên đảo, chỉ cần bên ngoài không có thì hắn đều đào hết toàn bộ rồi thu vào không gian trong cơ thể, đất đá trên đảo cũng thu đi không ít. Ngoại trừ dược thảo và các loại lục thực ra thì mục lương không phát hiện động vật đặc biệt gì. Cộp cộp cộp, ba người tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đi tới trước một ngọn núi cao. Đây là một ngọn núi lớn cao tới 3.000 mét, trên núi là rừng cây tươi tốt thoạt nhìn không ra có gì đặc biệt một lương ngước mắt nhìn quanh bầu trời một vòng ngoại trừ địa phương bị núi lớn che khuất ra thì bầu trời đều là một mảnh xám xịt không nhìn thấy thái dương cũng không nhìn thấy đám mây hòn đảo này giống như là độc lập khỏi thế giới bên ngoài muốn vào núi à đồ tư lệ na thanh thúy hỏi đi lên trời nhìn xem một lương lắc đầu nói hả đồ tư lệ na sửng sốt một chút ngay sau đó đã bị nam nhân mang theo bay lên trời cao ly nguyệt cũng giống như vậy ở trên cao quan sát đảo thất lạc mới phát hiện hòn đảo này lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng trong tầm nhìn không thể thấy hết toàn bộ hòn đảo thật lớn đồ tư lệ na lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đồng thời trong lòng mừng rỡ như vậy có nghĩa khả năng cô tìm được người của thần tộc sẽ cao hơn ly nguyệt giơ tay lên chỉ vào một ngọn núi kinh ngạc nói một lương nơi đó hình như có một gốc cây kỳ quái. Mục lương nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đại thụ màu đỏ như máu mọc ở trên sườn núi. Đây là một đại thụ toàn thân đỏ như máu, nó cao khoảng 6 mét, lá cây đều là hình trăng lưỡi liềm. Đi qua xem một chút. Mục lương cảm thấy tò mò, mang theo hai cô gái bay về phía đại thụ màu đỏ như máu kia. Ba người còn chưa kịp tới gần thì đại thụ màu máu đỏ đã tấn công. Vô số lá cây hình trăng lưỡi liềm từ giữa nước ra, biến thành hình dáng viên hoàng hình, ngay sau đó trong phiến lá bắn ra từng cột sáng màu đỏ như máu. Ánh mắt của Mục Lương sáng lên, đại thụ màu đỏ như máu càng kỳ quái thì càng làm cho hắn vui vẻ, cũng có thể thuần hóa. Không gian trước mặt hắn vặn vẹo, cột sáng màu đỏ như máu bị lỗ đen xuất hiện cắn nuốt hết. Ông, không gian dao động một chút, Mục Lương biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã tới trước đại thụ màu đỏ như máu. Định. Hắn giơ một ngón tay lên, động tác của cây đại thụ màu máu đỏ dừng lại, giống như là bị đè xuống nút tạm thời, không tấn công nữa. Mục Lương nhìn về phía phần gốc rễ của đại thụ màu đỏ, ánh mắt lạnh xuống. Nơi đó có một đống thi cốt, một phần trong đó là xương khô, còn có thi cốt mang theo hữu thực, là mới chết gần đây ở chỗ này. Đối với loại cây như vậy, Mục Lương không có ý tưởng thuần hóa đồ tư lệ na và ly nguyệt cũng nhìn thấy cảnh tượng này các cô đều lộ ra vẻ mặt chán ghét có thi cốt hình người ly nguyệt kinh ngạc nói trong đống thi cốt mấy bộ hài cốt hình người cũng không thu hút nhìn kỹ mới có thể phát hiện một lương vung tay lên mấy bộ hài cốt hình người bay ra rơi vào trên đất trống bên cạnh tản ra mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi trong mắt của đồ tư lệ na lộ ra thần sắc kích động hô ta biết trên đảo còn có tộc nhân của ta đây chính là chứng cứ tốt nhất nhưng bọn họ đều là thi thể liên nguyệt nhẹ nhàng nhắc nhở chắc chắn còn có người sống ta sẽ tìm được bọn họ ánh mắt của đồ tư lệ na kiên định liên nguyệt đột nhiên hỏi sau khi tìm được ngươi phải sống ở đây vẻ mặt đồ tư lệ na cứng đờ há miệng không biết trả lời như thế nào đây là nguyện vọng của cô ấy mục lương nhàn nhạt nói cũng đúng liên nguyệt chậm rãi gật đầu không hỏi thêm gì nữa đồ tư lệ na nhìn thi thể trên đất rơi vào trầm mặc cô tiến đến đảo thất lạc khoảng cách hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ chỉ còn lại một chút đó chính là tìm được căn cứ của tộc quần nhìn xem tổ địa thay cho cha mẹ sau khi hoàn thành tâm nguyện của người nhà thì sau đó cô nên làm gì ánh mắt của đồ tư lệ na dao động nơi đây đối với cô mà nói rất xa lạ nếu so sánh thì cô thích cuộc sống bên ngoài hơn mục lương không để ý đến thần sắc biến hóa của thiếu nữ một cây đuốc châm lửa đại thụ màu máu đỏ cũng thiêu đốt toàn bộ hài cốt dưới tàn cây a a a đại thụ màu đỏ như máu phát ra tiếng rít thê lương nó muốn tiến hành phản kháng nhưng lại không thể đối kháng lực lượng của mục lương chẳng mấy chốc tiếng rít nhanh chóng im bặt cả cây đại thụ bị đốt thành thang cốc ngược lại thì thi cốt dưới tàn cây còn lại không ít mục lương thấy thế thì thu toàn bộ xương ma thú đây là tài liệu luyện khí không tệ đại thụ bị đốt thành thang cốc ngã xuống lộ ra một viên tinh thạch ma thú ở vị trí rễ cây mục lương nhặt lên kiểm tra tinh thạch ma thú có màu đỏ như máu cây cũng có thể tạo ra tinh thạch à ly nguyệt hơi nhướng mày kinh ngạc đồ tư lệ na nói nơi này là đảo thất lạc không có gì kỳ quái cả nơi đây quả thật có chút đặc biệt mục lương thu hồi tinh thạch ma thú hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh có thể nhìn ra được đại thụ màu đỏ máu này đã cắm rễ nhiều năm ở đây, phạm vi xung quanh chỉ có lục thực thấp lùng, không có đại thụ khác. Đồ tư lệ na chỉ về phía rừng rậm xa xa, vui vẻ nói bệ hạ, bên kia hình như có một hồ nước, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Người khi chọn chỗ ở thì sẽ ưu tiên lựa chọn nơi có nguồn nước. Một lương ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy cuối tầm mắt có một góc hồ lớn, cây cối xung quanh cũng càng thêm tươi tốt. Ở cách hồ lớn không xa chính là đỉnh chóp của ngọn núi cao có dòng chảy ngược kia. Đi qua đó đi. Mục Lương gật đầu một cái, vẫn là quyết định băng qua rừng rậm, có thể thuận tiện thu thập dược thảo và lục thực hiếm hoi. Ly Nguyệt dịu dàng đáp ứng tốt. Mục Lương vung tay lên, mang theo hai cô gái bay lên cao, cuối cùng rơi vào trong khu rừng rậm rạp phía dưới. Toa toa, bên trong khu rừng là thảm thực vật rậm rạp, dây leo tùy ý sinh trưởng căn bản không có đường đi tới. Đầu ngón tay của Mục Lương lóe lên ánh sáng xanh, dây leo quấn quít ở cùng nhau lập tức tản ra, lộ ra con đường để cho ba người đi qua. Hắn thỉnh thoảng dừng bước để thu thập lục thực hữu dụng hoặc chưa từng thấy vào không gian trong cơ thể. Trong lòng đồ tư lệ na lo lắng, rất muốn bay qua bên hồ xem bên kia có người của thần tộc hay không, nhưng nhìn bóng dáng Mục Lương, cô lại không dám lên tiếng đề nghị. Liên Nguyệt Yên tỉnh đi theo bên cạnh Mục Lương, thỉnh thoảng hỗ trợ đào mấy cây lục thực cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trái cây mà cô chưa từng thấy cái này có thể ăn không lúc này cô hái một quả màu xanh đậm từ trên cây xuống to cỡ trái cà chua vỏ ngoài trơn bóng không lốm đốm ta xem một chút mục lương nhận lấy quả trong tay cô gái tóc trắng quan sát bằng mắt không thấy gì lạ đặt ở trước mũi nhẹ ngửi một cái có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. răng rắc hắn cắn một miếng bên trong có hộp kết cấu giống như quả táo vị hơi chua mang theo ngọt nhàn nhạt. Không có độc. Một lương ôn hòa nói. Không có độc cà, vậy ta nếm thử một chút. Liên Nguyệt vừa nói vừa hái mấy viên trái cây xuống, lau sạch rồi cho vào miệng. Đồ tư lệ na tò mò mùi vị của quả lạ, cũng ăn một quả. Sau 5 phút, trên mặt của một lương hiện lên vẻ cổ quái, nhìn màu sắc trên mặt cô gái tóc trắng rơi vào trầm tư. Đồ tư lệ na kinh ngạc thốt lên một tiếng hả, Sao Ly Nguyệt lại biến thành màu xanh lục rồi? Khóe mắt Ly Nguyệt rung lên, vội vã lấy ra gương nhìn khuôn mặt của mình, quả nhiên thấy cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh lục, môi cũng không có ngoại lệ. Sao lại như vậy chứ? Không phải là không có độc sao? Cô ngạc nhiên nhìn về phía Mục Lương. Khụ khụ, Mục Lương ho khan hai tiếng giải thích đúng là không có độc, nhưng có vẻ như nó sẽ làm cho da dẻ của người ta thay đổi màu sắc, nhưng lại vô hại đối với cơ thể. Vậy còn không bằng có độc đâu giọng điệu của ly nguyệt rất u oán cô nhìn về phía đồ tư lệ na nhìn da của đối phương từ trắng nõn biến thành màu xanh lục chỉ trong thời gian cực ngắn không ngứa cũng không đau đớn đồ tư lệ na cảm nhận được tầm mắt của cô gái tóc trắng hoảng sợ che mặt hỏi mặt của ta cũng đổi màu à từng hoặc nhìn màu sắc còn đậm hơn cả ta ly nguyệt nói với giọng điệu thương hại không phải chứ đồ tư lệ na hét lên một tiếng cô ăn ba quả mà cô gái tóc trắng chỉ ăn một quả. Ly Nguyệt nhìn về phía Mục Lương, nghi ngờ hỏi ngươi cũng ăn nhưng sao da không đổi màu, Mục Lương suy đoán có thể là cơ thể của ta quá mạnh mẽ. Ly Nguyệt phiền muộn giơ tay sờ sờ gương mặt màu xanh lục của mình, ánh mắt u oán nói làm sao bây giờ, hẳn là có thể xua tan. Mục Lương nói xong thì vươn tay ra, rót nguyên tố sinh mệnh vào cơ thể của cô gái tóc trắng. Ông, chỉ trong ba giây, gương mặt của cô gái tóc trắng khôi phục bình thường hoặc nhìn còn hồng hào hơn trước đó có tác dụng đồ tư lệ na vừa kinh ngạc vừa vui mừng lên tiếng mục lương lặp lại động tác làm cho khuôn mặt của đồ tư lệ na cũng khôi phục bình thường ly nguyệt lấy gương ra kiểm tra khuôn mặt cẩn thận xác định hoàn toàn khôi phục bình thường rồi mới thở vào một hơi mục lương quan sát cây ăn quả màu xanh lục kia cuối cùng thu hồi cả cây vào trong không gian mục lương Ngươi còn đào nó làm cái gì?" Ly Nguyệt kinh ngạc hỏi. "Có lẽ có tác dụng khác, mang về rồi nói sau, để Vưu Phi Nhi nghiên cứu một chút." Mục Lương Ôn Hòa giải thích. "Được rồi." Ly Nguyệt chậm rãi gật đầu. Mục Lương nắm tay cô gái tóc trắng, Ôn Hòa nói đi thôi, chúng ta còn cách hồ lớn một đoạn nữa. Ba người tiếp tục đi vào sâu trong rừng, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải ma thú, tất cả đều bị Mục Lương giải quyết chỉ tiếc rằng không có một con nào có thể thuần dưỡng được mục lương lộ ra vẻ mặt tiếc nuối thu hồi thi thể của một con chim lớn vào không gian trong cơ thể chuẩn bị tối nay lấy ra nướng ăn hoa lặp lặp hắn dừng bước nghiêng tai lắng nghe ôn hòa nói ở đây có thể nghe được tiếng nước chảy rồi vậy nghĩa là không còn xa nữa đồ tư lệ na vui vẻ nói ly nguyệt liếc nhìn thiếu nữ một cái lạnh lùng lên tiếng với thính lực của mục lương âm thanh bên kia ngọn núi hắn cũng có thể nghe được. Ta hiểu rồi. Đôi môi hồng của đồ tư lệ na giật giật. Đừng nóng vội, dù sao thì cũng sẽ đến thôi. Mục lương cười một tiếng. Hắn chấp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước, ngẫu nhiên đào vài cọng lục thực hoặc giải quyết một ít ma thú có mắt không trồng, hoặc nhìn giống như là đang du lịch. Đột nhiên, bước tiến của hắn chợt dừng lại, thảm thực vật trước đó có dấu vết dẫm lên, còn có thể nhìn thấy mấy nhóm vết chân. Ly Nguyệt tiến lên kiểm tra, kinh ngạc nói chắc là vết chân của con người, giống như là giày da thú dẫm ra. Mục Lương gật đầu nói phân tích không sai. Đồ Tư Lệ Na vui vẻ nói hay là gần đây có hoạt động của con người, có phải là thần tộc hay không, có lẽ là vậy. Mục Lương nhún vai, không có cảm giác gì đối với sự tồn tại của thần tộc. Lần này Đồ Tư Lệ Na không nhịn được kích động, vội vã chạy về phía trước mục lương và ly nguyệt nhìn nhau không nhanh không chậm theo ở phía sau đồ tư lệ na băng qua cánh rừng rậm rạp tầm nhìn dần trở nên trống trải ánh mắt xuyên qua khe hở cành cây có thể nhìn thấy nước sông và ngọn núi cao vút trong mây vẻ mặt của cô kích động đẩy bụi cây đi ra ngoài ngay sau đó một giọng nói lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu cô đứng lại giọng nói kia tràn đầy sát ý đồ tư lệ na dừng bước khẩn trương ngước mắt nhìn về phía tán cây nơi xa ở đó có một thiếu nữ mặc áo da thú trong tay nắm chặt một thanh trường cung làm bằng xương lúc này trường cung bị kéo căng mũi tên xương nhắm ngay đồ tư lệ na ta không có ác ý đồ tư lệ na vội vàng giơ tay lên ra hiệu đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trên tán cây thiếu nữ vẫn nắm chặt trường cung như trước lạnh lùng nói ngươi không phải người của bộ lạc chúng ta bộ lạc đồ tư lệ na sửng sốt một chút chẳng lẽ trên đảo còn có những bộ lạc khác đều là người của thần tộc sao ngươi là người của bộ lạc nào thiếu nữ lạnh giọng mở miệng cô là người của đội tuần tra hôm nay cô phụ trách dẫn đội tuần tra xung quanh cột cột âm thanh nhánh cây bị dẫm gãy vang lên làm cho sắc mặt của thiếu nữ trở nên khó coi ngươi còn có đồng bọn ngươi nghe ta giải thích chúng ta thật sự không có ác ý đồ tư lệ na vội vàng nói thiếu nữ không nói nhảm nữa lấy ra một cái còi xương muốn thổi lên ta biết ngươi rất gấp nhưng đừng vội giọng nói nhà nhạc vang lên, đồng thời thiếu nữ phát hiện cơ thể của mình không thể động đậy. Trên tán cây, Linh Na mặc áo da thú lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, phát hiện cơ thể không thể động đậy. Cô khẩn trương nhìn chằm chằm Mục Lương và Ly Nguyệt bước ra khỏi khu rừng rậm, trong lòng vô cùng nóng nảy, không thể truyền tín hiệu báo động ra ngoài. Cột 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 vẻ mặt của Mục Lương nhà nhạc, hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ, mỉm cười nói chúng ta không có ác ý, ngươi không cần khẩn trương. Linh Na vẫn nghiến chặt răng, căm tức nhìn đám người mục lương, nếu như cơ thể có thể nhúc nhích, cô sẽ không chút do dự thổi còi báo động. Đồ tư lệ na vội vàng nói bệ hạ, chúng ta nói chuyện tử tế với cô một chút. Không phải bây giờ đang nói chuyện tử tế à, mục lương hơi nhướng mày. Đồ tư lệ na phản ứng lại, nếu mục lương thật sự muốn động thủ thì hiện giờ thiếu nữ đã chết rồi. Mục lương vỗ tay một cái, còi xương và cung tên trong tay thiếu nữ biến mất. Ánh mắt của Linh Na lộ ra thần sắc hoảng sợ, trong lòng sinh ra ý sợ hãi cảm nhận được một lương mạnh mẽ hơn mình rất nhiều một lương quan sát chiếc còi xương trong tay ngước mắt hỏi bây giờ có thể nói chuyện một chút chứ trong lòng linh na cũng tỉnh táo lại trầm tư một lát hỏi trò chuyện cái gì mục đích các người tới nơi này là gì ta không thích ngẩng đầu lên nói ngươi xuống đây trước đi ngón tay của một lương giật giật không đợi thiếu nữ đồng ý đã làm cho cô từ trên tán cây đi xuống mặt đất linh na hít một hơi thật sâu phát hiện cơ thể đã có thể nhúc nhích nhưng cô không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người mục lương cô nhìn mục lương hỏi các ngươi là người của bộ lạc nào tuyệt đối không phải bộ lạc xung quanh ta chưa từng thấy các ngươi mục lương nhà nhạt nói chúng ta đến từ vương quốc huyền vũ vương quốc huyền vũ linh na cao mày lần nữa lục lọi trí nhớ tìm kiếm cái tên này phát hiện không có bất kỳ ký ức gì có liên quan đến vương quốc huyền vũ cô lạnh mặt nói chưa từng nghe qua các ngươi đang nói dối. Trên đảo này có nhiều bộ lạc như vậy, ngươi chắc chắn đã nghe qua hết chưa?" Ly Nguyệt Lạnh lùng nhắc nhở, không chính diện giải thích sự tồn tại của vương quốc Huyền Vũ. Linh Na lạnh lùng nói trên đảo chỉ có tổng cộng 83 bộ lạc lớn nhỏ, đương nhiên là ta đều nghe qua. Trong lòng Mục Lương kinh ngạc, không ngờ trên đảo thất lạc lại có nhiều bộ lạc như vậy, không lẽ đều là người của thần tộc? Linh Na tiếp tục nói ta đã đi qua 12 bộ lạc xung quanh, phần lớn người ta đều quen biết. Khẳng định các ngươi không phải người của những bộ lạc này. Ly Nguyệt hơi nhướng mày, thì ra xung quanh có tận 12 bộ lạc, vậy vận khí của bọn họ quá kém, đi lâu như vậy mới gặp được một người. Bộ lạc mới thành lập ngươi cũng biết à?" Một lương lạnh nhạt hỏi. Linh Na biểu môi, nói với vẻ mặt không tin ngươi cho rằng xây dựng một bộ lạc là chuyện rất đơn giản à? Một bộ lạc mới xuất hiện có nghĩa là sẽ chia cắt một phần đất đai, xâm chiếm một bộ phận tài nguyên, hơn nữa nó mang tới ảnh hưởng không chỉ có những chuyện này trước đây cũng có bộ lạc mới xuất hiện, nhưng có rất ít bộ lạc mà thời gian tồn tại vượt qua một tháng, đa số là bị bộ lạc xung quanh chiếm đoạt dẫn đến hoàn toàn hủy diệt. Đối với ta thì không khó. Một lương khẽ cười đáp. Linh Na miếm môi không phản bác, thực lực của nam nhân này sâu không lường được. Một lương không tiếp tục úp úp mở mở, nói thẳng chúng ta không phải người trên hòn đảo này, người chưa từng nghe nói qua vương quốc huyền vũ cũng là chuyện bình thường. Đồng tử của Linh Na co rút lại, Vẻ mặt sợ hãi nói không thể nào, vì sao không thể, Mục Lương hơi nhướng mày. Linh Na nói với giọng điệu nghiêm túc. Thần chi đại lục lớn như vậy, chưa bao giờ tồn tại người ngoại lai. Thì ra đảo thất lạc gọi là thần chi đại lục. Mục Lương như suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu. Nào có lục địa nhỏ như vậy chứ? Ly Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Linh Na gần từng chữ các ngươi nói mình từ ngoài tiến vào thần chi đại lục là chuyện tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể xuyên qua Bích Lũy Đại Lục. Ly Nguyệt chớp chớp mắt trắng bạc, hỏi Mục Lương, đây chính là ép ngồi đáy giếng mà ngươi nói à? Ừm, ép ngồi đáy giếng. Mục Lương gật đầu một cái. Chúng ta thật sự là từ ngoài tiến vào. Đồ Tư Lệ Na vội vàng lên tiếng. Linh Na lạnh lùng nói có thứ gì có thể chứng minh lời nói của các ngươi không? Cái này đơn giản thôi. Khóe môi của Mục Lương nhếch lên, thi triển năng lực ý thức cụ hiện hóa hắn muốn hiểu biết thêm về thần chi đại lục thông qua cô gái này cho nên mới kiên nhẫn giải thích như thế bằng không cô ta tin hay không thì có liên quan gì đến hắn trong ánh mắt khiếp sợ của linh na hoàn cảnh xung quanh xảy ra thay đổi cô phát hiện mình đang đứng trên một con đường dài phạm vi xung quanh người đến người đi bên cạnh là cửa hàng náo nhiệt sau mấy hơi thở hình ảnh xung quanh lại thay đổi lần này cô nổi lơ lửng giữa không trung thấy được từng dãy nhà lầu cao tầng các loại xe cộ chạy băng băng qua lại hình ảnh lại thay đổi lần này đại dương mênh mông xuất hiện rất nhanh lại thấy được đường ven biển một mảnh quần sơn kéo dài phập phồng từng tòa thành trì chằng chịt linh na ngơ ngác hình ảnh trước mặt đã biến mất nhưng cô còn chưa hồi phục tinh thần lại vẫn đắm chìm trong cơn khiếp sợ này hoàng hồn lại đi đồ tư lệ na không khỏi lên tiếng nhắc nhở cơ thể của linh na rung lên vẻ mặt trở nên tái nhật giọng nói của cô run rẩy những thứ vừa rồi là ảo giác tất cả đều là giả một lương bình tĩnh nói có tin hay không thì tùy ngươi nhưng đó đúng là địa phương chúng ta sinh sống mà nơi đây lại được chúng ta gọi là đảo thất lạc linh na nhớ lại đất đai mênh mông kia so với thần chi đại lục thì nơi này đúng là giống như là một hòn đảo trên mặt cô hiện lên sự nghiêm túc lần nữa hỏi mục đích các ngươi tiến vào thần chi đại lục là gì tìm một chút thảo dược thuận tiện đưa cô ta trở về một lương liếc nhìn đồ tư lệ na. Linh na nghe vậy nhìn về phía thiếu nữ, cao mày nói đưa cô ta trở về à, ta cũng là người của thần tộc. Đồ tư lệ na giải thích. Linh na nghe vậy thì càng nhíu mày sâu hơn, người trong bộ lạc quả thật tự xưng là thần tộc, là truyền thống mà tổ tông lưu truyền xuống, chỉ là người trên đảo đều gọi thần tộc, chẳng lẽ còn có nhân loại không phải thần tộc. Đồ tư lệ na thở dài một tiếng, tiếp tục nói ở bên ngoài, thần tộc không thể sống quá 50 tuổi, hơn nữa cũng có nhân loại không phải thần tộc. Ngươi nói vậy là có ý gì, Linh Na càng thêm nghi ngờ. Đồ tư lệ Na thấy thiếu nữ không hiểu, bèn giải thích cỡ trăm ngàn năm trước, thần tộc cũng sinh hoạt ở bên ngoài, chỉ là sau đó thế giới bắt đầu khiển trách thần tộc, Linh Na càng thêm nghi ngờ, lời của thiếu nữ hoàn toàn khác với lịch sử thần chi đại lục mà cô được nghe kể. Môi cô rung lên, thì thầm tại sao lại như vậy chứ, sự thật chính là như vậy một lương lạnh nhạt mở miệng hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ hỏi bây giờ tới lượt ngươi nói một chút lịch sử của thần chi đại lục đi ta từ khi có ký ức tới nay thì đã sinh sống ở nơi này rồi lúc trước từng đi qua biên giới của thần chi đại lục linh na trầm tư một lát chậm rãi nói nơi đó có bích lũy đại lục phàm ai đi vào thì sẽ trở ra đúng ngay chỗ cũ vào hôm sau đồng thời không nhớ rõ chuyện xảy ra bên trong ta cũng giống vậy. Đồ Tư Lệ Na chớp chớp mắt, yên tĩnh lắng nghe. Linh Na tiếp tục kể lại còn về chuyện trăm ngàn năm trước mà các ngươi nói thì ta hoàn toàn không có ấn tượng, trong sử sách cũng chưa từng thấy. Mục Lương nghe xong lời của Linh Na, trầm tư rồi hỏi, sách sử của các ngươi ghi chép xa xưa nhất là từ khi nào? Linh Na há miệng, giọng nói mập mờ đáp ba vạn năm trước. Mục Lương lại hỏi ba vạn năm trước sao? Vậy trước đó thì sao? Linh Na lắc đầu, giọng run run nói ta không biết, có lẽ sách sử của các bộ lạc khác có ghi chép. Phải không, có lẽ vậy. Mục lương cười nhạt. Linh Na nhìn nụ cười của nam nhân, trong lòng bắt đầu dao động, chẳng lẽ bên ngoài bích lũy đại lục thật sự còn có thế giới rộng lớn hơn. Mục lương nhìn về phía đồ tư lệ Na, bình tĩnh nói ta đã thực hiện hứa hẹn với ngươi, giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc. Cơ thể đồ tư lệ Na khẽ rung, lo lắng nhìn hắn, hỏi bệ hạ định trở về sao, không vội, ta còn ở đây tìm thêm một ít dược thảo hắn muốn chế tạo thuốc trường sinh nhưng còn thiếu nhiều dược thảo hiện tại còn thiếu mấy chục loại trong số hàng trăm loại cần thiết mục lương còn muốn tích lũy thêm một ít dược thảo còn lại để tránh trường hợp tương lai cần dùng đến mà không có dù sao thần chi đại lục không phải là nơi có thể tùy ý ra vào bất cứ lúc nào nghĩ đến đây hắn liếc nhìn đồ tư lệ na nếu sau này muốn đến thần chi đại lục mà không có thiếu nữ này liệu hắn có vào đây được không ánh mắt của mục lương lóe lên suy nghĩ về việc bày một ma trận pháp không gian truyền tống, hoặc thử dùng cửa không gian truyền tống để xem liệu hắn có thể ra vào thần chi đại lục như bình thường hay không. Vương quốc huyền vũ có vài ma trận pháp truyền tống không gian chưa sử dụng, chỉ cần đổi tọa độ cho ma trận pháp mới xây bên này là có thể thực hiện truyền tống định hướng. Đồ tư lệ na cắn môi dưới, đề nghị bệ hạ, có muốn ta đi cùng các ngươi trước không? Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Giúp đỡ gì chứ? Ánh mắt của một lương bình tĩnh nhìn chầm chầm cô. Đồ tư lệ na vội vàng nói bệ hạ, nơi này dù sao cũng là thần chi đại lục, mà ta là người thần tộc, có lẽ còn có nhiều việc cần đến ta, hơn nữa các ngươi vẫn chưa rời khỏi thần chi đại lục, có thể sẽ cần ta hỗ trợ. Trong lòng cô đang xoắn xuýt, thần chi đại lục không khiến cô có lòng trung thành, liệu ở lại đây có phải là sự lựa chọn tốt nhất không? Trước khi đưa ra quyết định, đồ tư lệ na muốn tiếp tục đi theo một lương tiện thể khám phá thần chi đại lục, sau đó mới quyết định có nên ở lại đây hay không? Trong lòng cô rất rõ ràng, trước khi hiểu rõ liệu ở lại thần chi đại lục có an toàn hay không, đi theo Mục Lương vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Ngươi rất thông minh. Mục Lương đột nhiên nói với thiếu nữ. Khuôn mặt xinh đẹp của đồ tư lệ na ửng đỏ, rõ ràng những toan tính trong lòng cô đều đã bị nam nhân nhìn thấu. Cô khẽ ngẩng cao đầu, giọng điệu nghiêm túc nói bệ hạ, ta nói đều là sự thật. Mục Lương khẽ cười, gật đầu nói ngươi nói không sai. Đồ tư lệ na âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cô nở một nụ cười nói bệ hạ chúng ta tiếp tục đi vào trong đó chứ nghe vậy một lương nhìn về phía linh na nói không mời chúng ta vào bộ lạc nghỉ ngơi một chút sao môi linh na khẽ rung dè dặt nói các ngươi có mục đích gì một lương mỉm cười nói chúng ta chỉ tìm dược thảo và linh thú không có hứng thú với bộ lạc của các ngươi đi vào bộ lạc chỉ là để thu thập một ít tin tức liên quan đến dược thảo mà thôi hắn thật sự không có thời gian để vào rừng hoặc lên núi tìm dược thảo một cách chậm rãi Cách tốt nhất là đi đến Từng Bộ Lạc để giao dịch hoặc hỏi thăm tin tức về dược thảo cần thiết, như vậy mới có thể nâng cao hiệu suất. Linh Na chưa đáp lại, cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mục Lương, muốn xem trong lời nói của hắn có bao nhiêu phần chân thực. Mục Lương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói với thực lực của ta, nếu ta muốn đi, ngươi cũng không thể ngăn được. Đồng tử Linh Na co lại, cô không nhìn thấu được thực lực của Mục Lương nếu tộc trưởng bộ lạc mạnh hơn hắn để hắn đi vào cũng không đáng ngại nhưng nếu một lương mạnh hơn tộc trưởng bộ lạc không cho hắn đi cũng vô ích phù cô chậm rãi thở ra một hơi lạnh lùng nói ta biết rồi hy vọng các ngươi không lừa ta nếu không dù có chết ta cũng bắt các ngươi trả giá đắt được đôi mắt đẹp của đồ tư lệ na sáng lên cô muốn đến bộ lạc của thần tộc để hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ cô muốn xem bộ lạc của thần tộc là như thế nào rồi mới lo liệu cho những dự định sau này đi theo ta linh na liếc nhìn mấy người mục lương rồi xoay người đi về phía rừng rậm tốt mục lương nắm tay ly nguyệt rồi đuổi theo đồ tư lệ na nắm chặt bọc hành lý trên người bên trong chứa di vật của cha mẹ cô dự định sẽ tìm một nơi trên thần chi đại lục để xây một ngôi mộ chôn quần áo và di vật ba người theo linh na xuyên qua một mảng rừng rậm nhỏ chẳng mấy chốc đã nhìn thấy hồ lớn bên kia hồ là dòng sông chảy ngược và ngọn núi cao vút trong mây cột 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 bên hồ là một khu phòng ốc có cái được xây bằng da thú có cái được dựng lên từ đá hoặc gỗ gần hồ nhất là một ngôi nhà đá lớn nhìn qua có thể chứa trên trăm người trên cửa nhà đá treo xương sọ của một loài động vật không rõ tên tạo cho người ta cảm giác đáng sợ trước nhiều ngôi nhà có một nồi đá lớn bên trong đang nấu thứ gì đó tỏa ra mùi khó ngửi có thể thấy lá cây và xương thú đang lăn lộn trong nồi. Xung quanh bộ lạc có một vòng rào trắng được dựng lên từ những chiếc xương thú, trên đó hiện lên những hoa văn huyền ảo. Một lương quan sát hàng rào xương thú, có thể cảm nhận được năng lượng dao động trên đó, hàng rào này có sức phòng ngự còn mạnh hơn cả những bức tường đá. Đến nơi rồi. Linh Na đi về phía cổng bộ lạc, trên cổng có một kiến trúc như tháp canh, bên trong có người trú đóng. Một lương gật đầu, ánh mắt lướt qua khu nhà đá và dừng lại trong chốc lát ở những nồi đá. Linh Na, hôm nay ngươi về nhanh vậy sao? Xa xa có người lên tiếng chào hỏi. Bọn họ đều mặc áo da thú, tóc tai bù xù, xõa dài hoặc là buộc tạm bờ, trông giống như những người thời nguyên thủy. Mục lương thầm kinh ngạc, sao người nơi này lại trông như vẫn còn ở thời kỳ bộ lạc nguyên thủy? Chưa kịp để Linh Na giải thích, mọi người trong bộ lạc đã phát hiện ra nhóm của Mục lương, lập tức trở nên cảnh giác. Một nam nhân to lớn mặc áo da thú trầm giọng hỏi Linh Na, bọn họ là ai, Tức Ân đại ca, họ là người từ bên ngoài đến. Linh Na giải thích. Nam nhân to lớn tên Tức Ân trừng mắt, nghiêm giọng trách cứ người từ ngoài đến. Sao ngươi lại đưa họ về bộ lạc? Những người trong bộ lạc đều là mặt lạnh, vừa khẩn trương vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nhóm của Mục Lương. Tức Ân đại ca, họ đến từ bên ngoài thần chi đại lục. Linh Na vội vàng giải thích cô sợ tộc nhân hiểu lầm, nên thêm vào một câu đó là lời bọn họ nói. Xôn xao vừa nghe thiếu nữ nói vậy, những tộc nhân vây quanh đều náo động nhau nhau, ánh mắt đầy vẻ không tin và hoài nghi. Không thể nào. Ta chưa từng nghe có ai có thể vượt qua được bích lũy đại lục, nói chi đến người từ bên ngoài. Các tộc nhân lắc đầu, không ai tin tưởng. Tức ân lạnh lùng nói Linh Na, ngươi vẫn còn quá ngây thơ rồi, bọn họ nói cái gì thì ngươi cũng tin sao, Linh Na ủy khuất nhíu mày, buồn bực nói tức ân đại ca, ta rất khó giải thích chuyện này, ngươi để bọn họ tự giải thích cho ngươi đi. Khi đối mặt với những câu hỏi từ các tộc nhân bộ lạc, Mục Lương không giải thích nhiều, mà chỉ thi triển năng lực ý thức cụ hiện, tái hiện lại hình ảnh đã trình diễn cho Linh Na. Ông, khi khoảnh khắc diện tích mặt đất rộng lớn xuất hiện trong hình ảnh, mọi người không thể kiềm chế được mà liên tục thốt lên tiếng kinh ngạc. Hình ảnh chuyển đổi, thành phố phồn hoa hiện ra trước mắt mọi người, ngựa xe như nước, cao lầu sang sát, phi thuyền vận chuyển và xe lửa xuyên qua núi đồi, tất cả đều khiến người trong bộ lạc ngỡ ngàng. Mục Lương vung tay, ý thức cụ hiện biến mất, toàn trường trở nên yên lặng. Yết hầu của Tức Ân nhấp nhô, hắn định thần lại, nhìn về phía Mục Lương và hỏi thư ngài, những thứ vừa rồi đều là thật sao? đương nhiên. Mục Lương lạnh nhạt gật đầu. Tức Ân lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, sau khi nhìn thấy trang phục của ba người Mục Lương, trong lòng đã tin tưởng đến tám phần bởi lẽ ở thần chi đại lục không có ai ăn mặc như vậy. Người sống tại thần chi đại lục đều mặc áo da thú, chưa bao giờ có quần áo tinh tế như thế này. Đây là loại lực lượng gì, chẳng lẽ là thần tích, một người thốt lên. Chỉ là một loại ma pháp mà thôi. Một lương lạnh nhạt nói, cán năng lực ý thức cụ hiện thành ma pháp để dễ dàng giải thích cho những người trước mặt này. Tức ân nghi ngờ hỏi ma pháp là gì, nghe được lời này, một lương và đồ tư lệ na đều hơi sửng sốt li nguyệt hỏi thẳng ở đây không có ma pháp sao không đám người tức ân lắc đầu mục lương nhìn về phía mấy nồi đá lớn trong bộ lạc hỏi vậy các ngươi dựa vào luyện thể để tăng cường lực lượng sao đúng vậy tức ân vô thức gật đầu Khóe miệng mục lương giật giật nơi này quả nhiên đủ cổ xưa vẫn đi theo con đường luyện thể tương tự như cường hóa giả ở đại lục cũ dựa vào bí dược để cường hóa cơ thể và thu được sức mạnh đồ tư lệ na cũng phản ứng lại khóe môi không khỏi co giật, tức ân không khỏi hỏi ma pháp là sức mạnh của người bên ngoài các ngươi à? có thể coi là vậy. mục lương gật đầu, giơ tay vung nhẹ một cái, nguyên tố nước trong không khí tụ lại, hình thành một dòng nước lơ lửng giữa không trung. xung quanh các tộc nhân trong bộ lạc lại náo động một lần nữa, ánh mắt nhìn mục lương như thể đang nhìn thấy thần minh. mục lương thầm nghĩ trong lòng, nếu những người này kính nể mình thì việc tìm dược thảo sau này sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. nghĩ vậy. Hắn lại vung tay lên, tạo ra một ngọn lửa trong tay, hình thành một con hỏa long bay lượn trên không trung, sức nóng khiến mọi người sợ hãi hiện rõ trên mặt. Lúc này đám người tức ân hoàn toàn tin tưởng Mục Lương và những người khác đến từ bên ngoài, nếu không thì không thể giải thích được những hiện tượng thần kỳ kia. Các ngươi đến thần chi đại lục để làm gì?" Một nữ nhân mặc váy da thú dài lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi đến đây để xâm lược chúng ta?" Giọng nói có chút sợ hãi vang lên các tộc nhân trong bộ lạc đều lộ ra thần sắc lo lắng sau khi chứng kiến lực lượng của ma pháp bọn họ không tránh khỏi cảm giác sợ hãi giọng điệu khi trò chuyện với mục lương cũng trở nên kính nể hơn mục lương nói với giọng thành khẩn ta không có hứng thú xâm chiếm thần chi đại lục lần này đến đây chỉ để tìm một ít dược thảo mà thôi chỉ để tìm dược thảo thôi sao đơn giản vậy ư mọi người đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt mục lương mỉm cười gật đầu đương nhiên thứ cho ta nói thẳng vương quốc của ta còn lớn hơn cả thần chi đại lục tức ân và linh na lộ vẻ mặt nghi ngờ nhưng không lên tiếng phản bác chỉ thầm nghĩ trong bụng rằng nam nhân nói ngoa dưới cái nhìn của bọn họ thần chi đại lục đã lớn đến mức khó mà đo đếm được linh na hắn giọng rồi nói này ai đó đi mời thủ lĩnh đại nhân tới đây đi tức ân lấy lại tinh thần trầm giọng nói để ta đi các ngươi tiếp đãi các vị khách quý này hắn bỏ lại một câu rồi xoay người chạy về phía ngôi nhà đá lớn nhất linh na thở dài vẫy tay về phía đám người mục lương và nói các ngươi đi theo ta mục lương mỉm cười dẫn ly nguyệt đi theo sau đồ tư lệ na đi sát bên cạnh hai người tò mò quan sát xung quanh đặc biệt là những vật thể trong nồi đá cô không kìm được mà hỏi những thứ hầm trong nồi đá này là gì các ngươi định dùng để làm gì linh na suy nghĩ một chút rồi trả lời nó dùng để ngâm mình có thể tăng cường lực lượng cho cơ thể ồ giống như ma dược luyện thể vậy đồ tư lệ na chợt hiểu ra cô tò mò hỏi có phải đợi nước nguội rồi mới ngâm mình không linh na lắc đầu trả lời dĩ nhiên là không phải ngâm ngay khi còn nóng ít nhất phải ngâm đủ ba ngày và trong thời gian đó phải giữ cho nước luôn nóng đồ tư lệ na há miệng ngạc nhiên nói a à, chẳng phải đây là nấu người sống sao cũng có thể nói như vậy linh na chớp mắt không cảm thấy có gì không đúng đồ tư lệ na giật giật khóe miệng cố nhịn không nói thêm gì. Mục lương nhìn về phía những nồi đá kia, mũi giật giật, hắn có thể nhận thấy rằng nước thuốc kia có dược tính rất mạnh, nhưng nếu chỉ ngâm mình thì sẽ không đạt được lợi ích tối đa, nhiều dược tính sẽ bị lãng phí. Thật là lãng phí. Hắn hạ giọng lẩm bẩm, đồng thời trong lòng đầy kỳ vọng, vì hắn rõ ràng chế biến nước thuốc này cần rất nhiều dược thảo, đây đều là thứ mà hắn cần. Khóe môi của mục lương khẽ nhất, lần này rõ ràng hắn đã không đến nhầm nơi. Linh Na chỉ vào quảng trường nhỏ trong bộ lạc và nói các ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây trước đi, không có gì bất ngờ xảy ra thì thủ lĩnh của chúng ta sẽ nhanh chóng đến gặp các ngươi. Quảng trường nhỏ được lát bằng đá tảng, không thể gọi là hoàn toàn bằng phẳng, nhưng cũng không quá gập ghềnh. Mục Lương không để tâm, tùy ý tạo ra vài chiếc ghế bằng lưu ly rồi kéo cô gái tóc trắng ngồi xuống. Hành động này khiến mọi người trong bộ lạc lại trố mắt kinh ngạc lần nữa, ai nấy đều rất muốn đến sờ soạn ghế lưu ly nhưng lại không dám các ngươi có hứng thú à mục lương hơi nhướng mày có linh na tròn mắt vội vàng gật đầu mục lương mỉm cười tạo ra một quả cầu lưu ly rồi đưa cho thiếu nữ linh na vội vàng nhận lấy quả cầu lưu ly và cẩn thận kiểm tra quả cầu trong suốt nhìn rất xinh đẹp cho người ta một loại cảm giác dễ vỡ cô cầm nó rất cẩn thận sợ rằng lỡ tay làm rơi vỡ mục lương thản nhiên nói không cần phải quá cẩn thận ngươi không thể làm vỡ nó đâu Sức lực của ta rất lớn." Linh Na liếc nhìn Mục Lương, như muốn nói ngươi không hề biết sức lực của ta mạnh đến mức nào. Mục Lương mỉm cười nói ngươi có thể thử xem, nếu vỡ ta sẽ làm cái khác cho ngươi. Linh Na lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, do dự không dám dùng lực. Thấy vậy, Mục Lương lại tạo ra một quả cầu lưu ly khác, lần này còn lớn hơn viên trước một chút. Linh Na thấy vậy mới quyết tâm, cầm quả cầu lưu ly và bắt đầu dùng lực, trên mặt lộ rõ nụ cười tự tin nhưng chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt nữ nhân biến mất dù cô dùng sức đến đâu thì quả cầu lưu ly vẫn không hề có phản ứng không hề có một vết nứt nào xuất hiện linh na ngươi có chắc là đã dùng lực chưa một người phụ nữ bên cạnh không nhịn được lên tiếng để ta thử lại lần nữa linh na đỏ mặt cắn răng dồn hết sức lực vào quả cầu lưu ly gương mặt cô đỏ bừng vì dùng sức cánh tay nổi gân xanh vị trí bàn tay đè xuống quả cầu lưu ly bị đè ép trở nên sưng đỏ a à, linh na cắn chặt hàm răng hai tay đều cầm quả cầu lưu ly nhưng mặc kệ nàng dùng sức thế nào thì quả cầu lưu ly vẫn không hề có chút biến hóa linh na rốt cuộc ngươi có làm được hay không vậy một đại hán mặc áo da thú lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ ít nói nhảm ta nhất định làm được linh na bớt thời gian liếc nhìn đại hán tiếp tục phân cao thấp với quả cầu lưu ly đại hán gãi đầu một cái hắn không tin viên cầu nhỏ bé đó không thể bị bóp nát a à, linh na dùng sức đến mức đỏ mặt tía tai nhưng mà vẫn không thể bóp nát quả cầu lưu ly học học nàng thở hổn hển buông tay ra còn có thể thấy ngón tay của nàng đang run rẩy ta bóp không nát linh na lộ ra vẻ mặt thất bại thở dài nói để ta đại hán nói với vẻ mặt không tin nhận quả cầu lưu ly từ tay thiếu nữ linh na trợn trắng mắt nói nếu ngươi có thể bóp nát nó sau này đội trưởng tuần tra chính là ngươi Ngươi nói thật chứ, đại hán nghe vậy lập tức hai mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn chầm chầm thiếu nữ. Đương nhiên, Linh Na ngạo nghễ hất cầm lên. Tốt. Đại hán hưng phấn gật đầu, nắm lấy quả cầu lưu ly và bắt đầu dùng sức. Cọt kẹt, đốt ngón tay của hắn kêu cọt kẹt, ra sức chèn ép quả cầu lưu ly trong lòng bàn tay, mạch máu trên cánh tay gồ lên, có cảm giác như muốn vỡ ra. Ánh mắt của một Lương lóe lên, có thể thấy mạch máu dưới da của đại hán rất to, huyết dịch đang nhanh chóng lưu động, có thể phát sinh sức mạnh lớn hơn nữa. A, à, sắc mặt của đại hán nhanh chóng đỏ bừng lên, tráng nổi gân xanh, nín thở dùng hết sức bình sinh. Linh Na khoanh hai tay trước người, lạnh lùng hỏi làm sao rồi, bóc nát chưa, đại hán mặt đỏ bừng, gần từng chữ ta còn chưa dùng toàn lực đâu, vậy ngươi mau dùng toàn lực đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Linh Na thúc giục đại hán cắn răng tiếp tục dùng sức nhưng vẫn không tài nào bóc nát quả cầu lưu ly. Từ bỏ đi. Linh Na giơ tay lên vỗ vào bả vai đại hán. Phù phù, cơ thể căng chặt của đại hán thả lỏng lại, vẻ mặt buồn bực đem quả cầu lưu ly trả lại cho thiếu nữ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn cao mày nói nhỏ điều này không có khả năng, làm sao lại không bóp nát được chứ, dù sao ta cũng đã là luyện thể tầng 6 rồi. Luyện thể tầng 6 tính là gì, ta đã ở tầng 7. Linh Na ngạo nghễ hất cầm lên. Ly Nguyệt nhìn về phía Mục Lương, thấp giọng nói Mục Lương, bọn họ nói luyện thể tầng 6 chắc là tương đương với cường hóa giả cấp 6. Ừ, hẳn là tương đương nhau. Mục Lương gật đầu. Linh Na nhìn về phía Mục Lương, phiền muộn hỏi nè, cái này rốt cuộc là thứ gì, sao lại không bóp nát được? Mục Lương ngước mắt nhìn nàng, bàn tay hơi dùng sức, quả cầu lưu ly trong tay lập tức vỡ vụn. Linh Na há hốc miệng không nói nên lời là do ngươi quá yếu. Mục lương nhàn nhạt nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Linh Na càng thêm buồn bực. Khi nàng còn muốn nói gì đó thì những người khác đã cung kính lên tiếng thủ lĩnh đại nhân đến. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, thủ lĩnh bộ lạc không lưng chống gậy cùng với tức ân đang đi tới gần. Thủ lĩnh là một lão giả để râu mép hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn, trên cổ treo một chuỗi răng thú, đặc biệt là có một đôi mắt sáng tỏ. Thủ lĩnh đại nhân Linh Na cũng cung kính hành lễ. Ừ la đằng gật đầu, đôi mắt nhìn về phía nhóm Mục Lương. Ánh mắt của Mục Lương bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương, nhẹ gật đầu nói tùy tiện đến đây, làm phiền rồi. Tức ân nói các ngươi là khách. La đằng nói với giọng khàn khàn. Trong mắt của Ly Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc, vốn tưởng rằng đối phương sẽ tâm thù, không ngờ lại có thái độ bình tĩnh như vậy. Mục Lương mỉm cười, thái độ của lão giả không ngoài dự đoán của hắn la đằng hỏi ta nghe tức ân nói các ngươi tiến vào từ bên ngoài thần chi đại lục mục lương gật đầu bình thản đáp đúng vậy lần này chúng ta đến quý bộ lạc chủ yếu là để giao dịch một số dược thảo la đằng hơi nhíu mày chỉ là giao dịch dược thảo đơn giản như vậy sao hắn trầm tư một lúc giơ tay ra hiệu nơi đây không phải chỗ để nói chuyện mời các vị theo ta vào trong phòng được mục lương mỉm cười nắm tay cô gái tóc trắng theo sau những người khác trong bộ lạc cũng muốn đi theo nhưng bị linh na dùng ánh mắt ngăn lại các ngươi đã nấu xong thuốc luyện thể rồi à nàng nghiêm mặt hỏi không ít người nghe vậy thì ngừng bước lúc này mới nhớ rằng mình còn đang chế biến thuốc luyện thể ở nhà vội vàng trở về kiểm tra nồi nước thuốc tức ân cũng trầm giọng nói được rồi tiếp tục tuần tra đi không được buông lỏng cảnh giác vâng người của đội tuần tra đồng thanh đáp lại nhanh chóng tản ra đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Thấy đám đông đã tan, tức ân và Linh Na mới theo thủ lĩnh đến ngôi nhà đá lớn nhất, nơi đó không chỉ là chỗ ở của thủ lĩnh mà còn là nơi nghị sự, đại khách và tổ chức yến hội của bộ lạc. Đồ tư lệ Na đi theo bên cạnh Mục Lương, luôn lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, so sánh với vương quốc huyền vũ, trong lòng thở dài không ngừng. Trong nhà đá, tức ân đỡ la đằng ngồi xuống vị trí chủ tọa. Mời các vị ngồi hắn chỉ tay về phía hàng ghế đá phía dưới. Một lương không để ý, ngồi xuống cùng một chỗ với cô gái tóc trắng. La Đằng đi thẳng vào chuyện chính ta rất ngạc nhiên, mấy người tức ân đã nhìn thấy gì mà tin rằng các ngươi là người từ bên ngoài thần chi đại lục. Một lương giật giật khóe miệng, chậm rãi nói được rồi, để ta sẽ thị phạm lại một lần nữa. Hắn vung tay lên, thi triển năng lực ý thức cụ hiện, hình ảnh quen thuộc lập tức hiện ra. Sau 5 phút, La Đằng mặt đầy hoảng hốt, vẫn còn trong tình trạng khiếp sợ trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy một lương nhà nhạc nói chúng ta có phải đến từ bên ngoài thần chi đại lục hay không cũng không quan trọng ta chỉ muốn hỏi các hạ có nguyện ý giao dịch dược thảo không hoặc là biết nơi nào có thể tìm được dược thảo mà chúng ta cần la đằng hồi phục tinh thần vẻ khiếp sợ trong mắt biến mất chậm rãi nói các hạ cần dược thảo gì một lương ngước mắt nói các ngươi có gì ta muốn cái đó la đằng hơi nhíu mày trong bộ lạc có rất nhiều dược thảo một phần là khai thác từ trong núi rừng đa số là từ các cánh đồng dược liệu của bộ lạc hắn suy nghĩ một chút nói các hạ có thể cung cấp gì để giao dịch vậy thì phải xem các ngươi cần gì la đằng lại im lặng lần nữa nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì tức ân và linh na không thể nhận được mà cướp lời cả hai đồng thanh nói chúng ta muốn học ma pháp la đằng nhìn về phía hai người hắn đã nghe tức ân nói qua về ma pháp nhưng chưa kịp hỏi một lương Ma Pháp không phải ai cũng có thể học được, điều này phụ thuộc vào thiên phú của từng người. Mục Lương bình tĩnh trả lời. Các hạ có thể biểu diễn một lượt ma Pháp không? La Đằng chậm rãi nói. Mục Lương bất đắc dĩ giơ tay lên rồi vỗ tay một cái, các loại ma Pháp như thổ, mộc, thủy, hỏa lần lượt xuất hiện bên trong gian nhà đá. Thao tác này làm cho La Đằng sửng sốt, miệng há hốc không nói nên lời. Đây chính là ma Pháp. Mục Lương nhàn nhạt nói. La đằng trầm ngâm một lúc rồi hít một hơi thật sâu, thử dò hỏi chúng ta có thể cung cấp dược thảo, điều kiện là các hạ dạy chúng ta ma pháp thế nào? Đây không phải là một giao dịch ngang giá. Mục Lương mỉm cười, La đằng nhìn về phía Mục Lương, trầm giọng nói ngoại trừ dược thảo, các hạ còn cần gì nữa? Sau khi đã thấy được sự thần kỳ của ma pháp, hắn hiểu rằng giao dịch bằng dược thảo không thể ngang giá, chỉ có thể bổ sung từ những nguồn khác. Trước hết hãy để ta xem qua dược thảo của các ngươi như thế nào mục lương hỏi này đáp nọ la đằng gật đầu quay sang dặn dò được rồi tức ân hãy mang tất cả mẫu dược thảo đến đây tức ân nhanh chóng đáp một tiếng bước nhanh rời khỏi nhà đá trong lòng hắn cảm thấy kích động tưởng tượng mình thi triển ma pháp khuôn mặt xanh đen trở nên đỏ ửng vì hưng phấn mục lương kiên nhẫn chờ đợi nếu nơi đây không có những loại dược thảo hiếm mà hắn cần thì hắn chỉ còn cách tìm đến các bộ lạc khác la đằng hỏi các hạ ma pháp có thể trở nên mạnh đến mức nào Mục lương ngước mắt nhìn đối phương, bình thản trả lời chỉ cần đủ mạnh, thì việc hô phong hoáng vũ, khai thiên tích địa cũng không khó. La đằng run run môi, tưởng tượng đến viễn cảnh một lương vừa nói, nếp nhăn trên mặt như thiếu mấy tầng. Linh Na cũng rất kích động, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào một lương. Ly Nguyệt liếc nhìn nữ nhân, đôi mắt trắng bạc hiện lên tia lạnh lẽo khiến thiếu nữ vội vã dời ánh mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Linh Na mím chặt môi, biết mình không phải đối thủ của cô gái tóc trắng, khí thế của nàng tỏa ra khiến linh na cảm thấy sợ hãi cột 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 tức ân nhanh chóng trở về ôm trong lòng một cái sọc lớn bên trong đầy các loại dược thảo đại nhân chúng ta đã mang hết các loại dược thảo của bộ lạc đến đây ngài xem qua đi tức ân đặt cái sọc trước mặt mục lương ánh mắt mong đợi nhìn về phía nam nhân la đằng nói với giọng khàn khàn các hạ nhìn xem những dược thảo này có số lượng rất ít rất hiếm hoi mục lương gật đầu hơi tập trung suy nghĩ đống dược thảo trong sọc bắt đầu bay lên trước mặt. Đám người la đằng lại trợn to mắt một lần nữa, đây cũng là ma pháp sao, nét mặt của một lương không thay đổi, nhanh chóng quan sát các loại dược thảo, một phần trong số đó là hắn biết, nhưng đa số là những loại không thể tìm thấy ngoài đại lục. Hắn sắp xếp các dược thảo không nhận biết cùng với những loại hiếm hoi ở cùng nhau, còn những loại dược thảo thông thường thì bỏ lại vào sọc. La đằng lặng lẽ nhìn, trong lòng tính toán điều gì đó. Mục lương nhìn về phía la đằng, chỉ vào những dược thảo không nhận biết, hỏi những thứ này có ích lợi gì, tức ân, ngươi nói đi. La đằng chậm rãi mở miệng. Tức ân vội vàng gật đầu, chỉ vào một cây dược thảo lơ lửng trong không trung và bắt đầu giới thiệu đây là dương hoa, hơi có độc. Nhưng mà trong chế tạo thuốc luyện thể thì nó là một nguyên liệu không thể thiếu. Mục lương nhìn vào cây dược thảo mà nam nhân chỉ, đó là một cây cao hơn 10cm, có lá giống như Phật thủ, và đang nở một bông hoa màu cam diễm lệ. Tức ân tiếp tục giới thiệu các dược thảo khác, dáng vẻ thao thao bất tuyệt hiển nhiên là rất quen thuộc chúng nó. Mục lương tuy nhìn có vẻ yên lặng, nhưng thực ra đang ghi nhớ từng lời mà tức ân nói. Ngài còn cần biết gì nữa không? Sau khi nói xong, tức ân cầm lấy ly nước và uống một ngụm lớn. Mục lương chậm rãi gật đầu, hỏi những dược thảo này có bao nhiêu? Nghe vậy, tức ân lấy ra một cuốn sổ gia thú và bắt đầu báo cáo danh sách tồn kho. Dương hoa có 153 cây, trong đó 120 cây có dược linh 10 năm, 30 cây dược linh 30 năm. Một lương im lặng lắng nghe, trong lòng tính toán giá trị của các loại dược thảo. Tức ân giọng khàng khàng nói táo Mỹ có 12 viên, cây cỏ máu là 25 cây. Những loại mà ngươi vừa nói, ta muốn lấy hết. Một lương ngước mắt nhìn về phía la đằng. Các hạ sẽ dạy ma pháp cho chúng ta chứ, đôi mắt của la đằng sáng lên. Một lương lắc đầu, lạnh nhạt nói chỉ bằng vào những thứ dược thảo này thì còn chưa đủ. Ánh mắt của La Đằng ảm đạm, thở dài nói các hạ nói đi, còn cần gì nữa, một lương bình thản nói các ngươi có thể tìm được băng phục cỏ, sinh cốt hoa, cửu tiết tử đằng, phượng tu quả. Không, nghe những tên dược liệu hiếm hoi này, khóe mắt của La Đằng không ngừng giật giật. Có thể tìm được chúng sao, một lương tiếp tục liệt kê ra 23 loại dược liệu. Nếp nhăn trên mặt La Đằng khẽ rung, giọng nói khàn khàn các hạ đang đùa sao những loại này đều là dược liệu cực kỳ hiếm chỉ có thể sinh trưởng tự nhiên hơn nữa còn có dị thú bảo vệ làm sao chúng ta có được chúng đôi mắt mục lương sáng lên khi nghe lời lão giả đối phương rõ ràng biết vị trí của những dược thảo này hơn nữa còn có thông tin về dị thú mục đích đến thần chi đại lục của hắn thứ nhất là để đưa đồ tư lệ na trở về thứ hai là để chế tạo thuốc trường sinh và thứ ba là để tìm kiếm những sinh linh và lục thực có thể thuần hóa. La Đằng do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói ta có hai viên phượng tu quả, các hạ có cần không? Phượng tu quả là thứ hắn giữ lại để sử dụng khi đột phá luyện thể chính tầng, nhưng so với việc học tập ma pháp, thì nó không còn quan trọng nữa. Hai viên sao, cũng được. Mục lương gật đầu. La Đằng thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào phòng phía sau để lấy phượng tu quả, khi trở ra thì trên tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ. Mục Lương giật nhẹ ngón tay, hộp gỗ liền bay lên và rơi vào tay hắn, khi mở ra thì bên trong là hai quả trái cây có màu đỏ như máu. Phượng Tu quả chỉ lớn chừng quả đấm, hình dáng rất giống đầu gà, nhưng phía dưới đáy có hai cọng râu dài. La Đằng nhìn chăm chú mà không nở rời mắt, nhưng cũng không nói gì. Mục Lương lật tay một cái, hai viên Phượng Tu quả lập tức biến mất cử động này lại khiến đám người linh na giật mình lần nữa hắn nhìn về phía lão giả rồi hỏi còn chưa đủ ngươi có biết vị trí của các loại dược thảo khác không la đằng nghiêm túc nói ta chỉ biết vị trí của ba loại dược thảo nhưng tất cả đều có dị thú cực kỳ mạnh mẽ canh giữ những dược thảo này là để chúng nó tăng cường sức mạnh bản thân một lương bình thản nói ngươi dẫn ta đến đó ta có thể dạy ngươi hoặc người của ngươi học một loại ma pháp chỉ một loại thôi sao ý cách hạ là gì La Đằng Cao mày hỏi. Liên Nguyệt giải thích không phải ai cũng có thiên phú học ma pháp. Hơn nữa, ma pháp có nhiều loại, người có thiên phú cũng chỉ có thể học một trong số đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.